Sau khi xem hết video, bạn sẽ thấy vẽ không hề khó. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vẽ một chú voi con nhé. Đầu tiên cái đầu này, cái đầu của chú ấy hơi tròn một chút này. Đấy, cái đỉnh đầu. Tại sao chúng ta bớt lại đấy để chúng ta xác định cái vị trí phía dưới của cái đầu này. Đấy, làm sao nó thành một hình tròn. Tiếp theo đến cái tai của chú voi rất là to nhé. Đấy, cái tai nó phải to như cái đầu ấy. Tiếp theo chúng ta vẽ cái vòi này, chúng ta vẽ vòi ngắn thôi nhé. Nhưng mà nó múp míp vào một chút. Đấy. Nối với cái đầu. Nối vào cái đầu tạo thành cái miệng luôn ở đây này. Đấy, miệng cười. Tiếp theo đến cái mắt này. Mắt ở phía trên của đầu. Đó, trên đỉnh đầu có thêm một cái tai nữa ở phía xa. Tai bé hơn. Tiếp theo đến cái tay này. Tay của bạn ấy to và ngắn thôi. Rồi thì cái lưng này, lưng cong ra này. Đấy, ra đây là chân này. Chân to ra một chút. Chú voi này đang ngồi nhé, đang ngồi trên tảng đá nhé. Đây cái bụng này, bụng cong ra. Đấy. Rồi tiếp theo đến cái đuôi này. Đuôi bé thôi anh. Đấy, đuôi bé thôi. Chúng ta vẽ cái tảng đá để chú ý ngồi lên này. Cái ụ đất ấy. Nó có thể thêm một vài cây cỏ cây ở đây. Đấy, chú voi này có thể cầm một hình gì đấy. Bạn có thể vẽ chú voi cầm hình trái tim này. Ở đây tôi vẽ chú voi cầm hình quả bóng. Em vẽ hình trái tim. Trái tim cũng được. Đấy. Chú voi có 3 ngón chân nhé. Đó. Phía trên này cái vòi của chú ý ở đây. Trên vòi thì chúng ta có thể cho chú ý cầm với quả bóng bay chẳng hạn. Vòi cầm bóng bay này. Đấy, một quả này. Hai quả này. Được rồi, hai quả này được rồi. Hai hoặc ba cũng được. Thì các bạn vẽ. Đấy, quả bóng thì tôi sẽ trang trí trong phần quả bóng. Được quả bóng, chú ý cầm để chú ý chơi. Đây là chỉ mất vài phút thôi, chúng ta đã vẽ xong hình chú voi con rồi. Bây giờ chúng tôi sẽ sửa hình và tô màu, các bạn đón xem đến cuối video nhé. Xem ai tô màu đẹp hơn nhé. Này các bạn ơi, là sau khoảng 10 phút chúng tôi đã tô xong hai con voi này. Các bạn hãy chấm điểm cho chúng tôi bằng cách bình luận ở phía dưới nhé, xem con voi nào được điểm cao hơn nhé. Hôm nay em vẽ con voi này có được không anh? Cũng khá là ấn tượng đấy, bởi vì chú voi của bạn ăn hơi bị lo, bụng hơi to một chút. Buổi hướng dẫn vẽ chú voi đến đây là hết rồi, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ chúng tôi nhé.
cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Tạm biệt. Tạm biệt các bạn.